Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự trưa 30 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Đoàn đại biểu của tỉnh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Lào Cai. Nhìn lại tình hình xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm. Cơ quan chức năng vào cuộc xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng cây trồng bị héo lá tại thôn Mường 1, xã Xuân Giao. Trong phần tin quốc tế, Thái Lan đề nghị các nước láng giềng hợp tác chống bụi mịn. Sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai, mùng 2 tháng 4 1948, mùng 2 tháng 4 2023, sáng ngày 30 tháng 3, đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã thành kính dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của tỉnh. Tham gia có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hương hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và ôn lại chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai. Trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, hơn 2.000 người con ưu tú của Lào Cai đã anh dũng hy sinh. Trân trọng tri ân và khắc ghi những hy sinh to lớn đó, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm xây dựng vùng đất biên cương ngày càng giàu đẹp, đời sống đồng bào các dân tộc ngày càng ấm no hạnh phúc. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mường Khương vừa tổ chức hội nghị lần thứ 14 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Tới dự có đồng chí Vũ Văn Cải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Quý 1 năm 2023, huyện ủy Mường Khương tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy chính quyền tổ chức triển khai các chương trình kế hoạch ngay từ đầu năm. Kinh tế phát triển ổn định, các chỉ tiêu về phát triển nông lâm nghiệp đảm bảo tiến độ, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quý 2, huyện ủy Mường Khương tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Các nghị quyết, đề án, kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, ba chương trình mục tiêu quốc gia, nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, kế hoạch giảm nghèo bền vững cho 5 xã nghèo trên địa bàn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vũ Văn Cải yêu cầu huyện tiếp tục ra soát những chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt thấp để có giải pháp thực hiện trong thời gian tới, chú trọng lãnh đạo công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Về công tác cán bộ, chú trọng ra soát quy hoạch cán bộ các cấp theo quy định, quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng Đảng. Tại hội nghị, huyện ủy Mường Khương đã phát động đợt thi đua tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm tỉnh Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2023 đến nay, năng lực thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai được cải thiện đáng kể, nhất là các mặt hàng nông sản xuất khẩu. Tuy nhiên, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu, số thu ngân sách lại giảm so với cùng kỳ năm trước. Nửa tháng trở lại đây, mỗi ngày có trên 300 phương tiện, trong đó hơn 50% là xe xuất khẩu được thông quan qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, tăng gần gấp đôi so với cuối năm 2022. Hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản với các loại trái cây chủ lực như thanh long, chuối, dưa hấu. Doanh nghiệp này cho biết trung bình mỗi ngày có trên 200 tấn thanh long được thông quan thuận lợi. Về việc xuất khẩu hoa quả tươi tại cửa khẩu so với năm ngoái thì nó đã ổn định hơn rất là nhiều. Tuy là cái số lượng thì nó vẫn còn chưa đạt được bằng như năm trước nữa. Thế nhưng mà về mặt thủ tục pháp lý thì là đều là nhanh hơn rất là nhiều. Các xe hàng đi sang đều được thông quan trong ngày, thậm chí là bỏ hàng trong ngày và xe về trong ngày luôn. Trong quý 1, đã có trên 143.000 tấn nông sản được xuất qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, kim ngạch đạt gần 60 triệu đô la. Con số này tăng gần 25% so với cùng kỳ. Ngoài những loại nông sản truyền thống, nhiều mặt hàng nông sản mới cũng đã được xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là điểm sáng trong bức tranh xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm. Đối với nhóm mặt hàng nông sản, nó khoảng 10 mặt hàng xuất khẩu qua đây thường xuyên. Và cái lưu lượng xe là hàng ngày ấy, với lượng hàng hóa hàng ngày
cũng tăng, hỗ trợ cho các doanh nghiệp các cái thủ tục để thông quan nhanh nhất để tránh được cái hiện tượng coi như ùn tắc tại khu vực cửa khẩu. Trái ngược với nông sản, một số mặt hàng có giá trị kim ngạch cao như phốt pho, tinh bột sắn lại gặp rất nhiều khó khăn trong xuất khẩu sang Trung Quốc. Điển hình như phốt pho từng đóng góp lớn nhất về kim ngạch, số thu ngân sách, thì từ đầu năm đến nay lại giảm mạnh. Cùng với đó, phân bón, máy móc, thiết bị nhập khẩu cũng sụt giảm mạnh do nhu cầu thị trường trong nước giảm. 3 tháng đầu năm nay, tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu chỉ đạt 432 triệu đô la, giảm 15% so với cùng kỳ. Và tiếp tục rà soát để làm sao là các cái thủ tục hành chính cách thông thoáng nhất. Và phía tỉnh Lào Cai hiện nay cũng đang chỉ đạo triển khai nhanh cái thí điểm cổng dịch vụ công tại cửa khẩu, gọi tắt là cửa khẩu số, thì làm sao cũng là cái công cụ để tạo điều kiện cho cái doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, tăng cái tần suất cũng như là cái hiệu suất về thông quan. Hiện cửa khẩu Lạng Sơn đang ùn ứ nên nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn cửa khẩu Lào Cai để xuất khẩu hàng nông sản. Cải thiện hạ tầng, đẩy nhanh tốc độ thông quan, giảm chi phí để thu hút doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua Lào Cai là những giải pháp đang được tỉnh ưu tiên nhằm tăng số thu cho ngân sách nhà nước. Tiếp theo là những thông tin về giá cả một số dịch vụ. Tại thành phố Lào Cai, khu du lịch Sapa, dịch vụ xe điện 4 bánh được khá nhiều người lựa chọn. Giá mỗi km là 10.000 đồng. Nếu chọn gói cả xe thì khoảng 400-500.000 đồng cho một chuyến đi quanh thành phố. Di chuyển bằng xe điện thân thiện bảo vệ môi trường. Nhu cầu gửi hàng hóa qua xe khách cũng khá cao. Tùy thuộc vào trọng lượng, yêu cầu an toàn trong quá trình vận chuyển, các gói hàng gửi sẽ có mức giá khác nhau. Trung bình chi phí cho mỗi gói, thùng hàng gửi tối thiểu là 30.000 đồng. Khi gửi hàng hóa, người dân cần ghi rõ địa chỉ để thuận lợi cho quá trình giao, nhận và tuân thủ các quy định của pháp luật khi gửi hàng. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội thành hiện cũng đang phát triển mạnh, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Giá một lần vận chuyển dao động từ 10 đến 40.000 đồng tùy khoảng cách và khối lượng hàng vận chuyển. Còn đến các xã khu vực ven thành phố như Vạn Hòa, Tà Phời, Thống Nhất hay xã Quang Kim, huyện Bát Sát, giá ship có thể tăng thêm từ 10 đến 20.000 đồng. Mặc dù sản xuất gặp nhiều khó khăn, song quý 1 năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước. Vượt qua những biến động khó lường từ thị trường trong nước và thế giới, các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, tập trung đẩy mạnh sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ ngay từ đầu năm. Một số cơ sở công nghiệp mới đi vào hoạt động nên sản xuất công nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng. Trong đó có một số ngành tăng trưởng mạnh như công nghiệp khai thác quặng kim loại, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại. Từ nay đến cuối năm, khi tình hình kinh tế đã ổn định, hoạt động xuất nhập khẩu sôi động trở lại, các đơn vị doanh nghiệp sẽ có thêm nhiều đơn hàng, sản xuất công nghiệp sẽ duy trì đà tăng trưởng. Tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực đô thị tỉnh Lào Cai đạt trên 95% và tại khu vực nông thôn là 80%. Tuy nhiên, công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt còn một số tồn tại hạn chế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, nghiên cứu đề xuất đầu tư lò đốt rác để xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các điểm, cụm xã. Rà soát đánh giá đúng thực trạng hiệu quả công tác đầu tư, quản lý, quy trình vận hành đối với những bãi chôn lấp rác, lò đốt rác tập trung tại địa phương để xử lý kịp thời những vướng mắc bất cập. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động xả thải, vứt rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường. Như chúng tôi đã thông tin về tình trạng nhiều diện tích rau màu của người dân thôn Mường 1 xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng bị héo lá, gây thiệt hại đáng kể về kinh tế cho nông dân. Hiện các ngành chức năng đang điều tra, xác định chính xác nguyên nhân. Theo phản ánh của các hộ dân, hiện tượng héo lá xảy ra đột ngột và tác động trên diện rộng đến các loại rau màu như rau muống, bầu bí, dưa chuột, rau thơm. Một số nông dân cho biết chỉ dùng phân bón hữu cơ và không sử dụng thuốc trừ sâu khi chăm sóc cây trồng. Chúng tôi trước nay ở thì không có nhà máy thì không thấy ảnh hưởng gì, nhưng bây giờ thấy ảnh hưởng nhiều quá thì chúng tôi cũng cứ kêu gọi xã là bây giờ về giúp đỡ bà con chúng tôi để phải ảnh hưởng những cái chất độc này. Cái rau này là bị từ lúc
Trưa hôm qua anh Hánh lên bắt đầu là nó táp như thế này, sáng sớm qua chưa việc gì đâu ạ. Diện tích chỗ này là của tôi gần 20 cân cơ, mà nhiều nhà bị lắm, từ đầu làng đến cuối làng là nhà nào cũng bị hết, chứ không cứ gì một mình nhà tôi đâu ạ. Thôn Mường 1 nằm sát khu công nghiệp, những năm qua đã từng xảy ra hiện tượng cá chết, cây cối bị táp lá, ảnh hưởng đến chăn nuôi sản xuất, khiến người dân rất lo lắng. Thì chúng tôi cũng đã rất nhiều lần kiến nghị và tỉnh, thế rồi huyện thì các cơ quan nhà nước cấp trên cũng đó có rất nhiều những cái giải pháp nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất cái tình trạng ô nhiễm ở khu công nghiệp ra môi trường, ra khu dân cư. Tuy nhiên thì thỉnh thoảng nó vẫn có cái những cái trường hợp nó xảy ra trên địa bàn. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xác định chính xác nguyên nhân gây ra hiện tượng cây trồng bị héo lá tại thôn Mường 1, xã Xuân Giao. Chính quyền địa phương yêu cầu các hộ dân thông báo ngay nếu phát hiện thêm hiện tượng bất thường liên quan đến sản xuất nông nghiệp. Đồng thời khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, hạn chế các hành động tiêu cực phát sinh trong khi chờ các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, tìm hướng giải quyết. Thông tư 02/2023 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 21 tháng 3 năm 2023 về đăng kiểm xe ô tô đã bổ sung trường hợp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định bị mất, hư hỏng nhưng không phải đưa xe đi kiểm định lại. Theo đó, nếu giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định bị mất, hỏng thuộc hai trường hợp sau thì chủ xe không cần đi đăng kiểm lại. Mất giấy chứng nhận kiểm định lần đầu hoặc tem kiểm định lần đầu của xe thuộc đối tượng miễn kiểm định. Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định lần đầu, tem kiểm định lần đầu, chủ phương tiện, người được ủy quyền đến các đơn vị đăng kiểm, khai báo theo mẫu để được in lại một lần duy nhất giấy chứng nhận kiểm định hoặc tem kiểm định, không cần mang xe. Hư hỏng có sự sai lệch so với thông tin xe trên giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định của xe được miễn kiểm định lần đầu. Chủ xe mang giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định đã được cấp đến đơn vị đăng kiểm và khai báo theo mẫu để được in lại giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định, không cần mang xe. Tiếp theo chương trình, gần 2,7 triệu khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 1. WHO thông tin về tình hình dịch MERS. Cục Viễn thông cho biết đến ngày 28 tháng 3 đã có hơn 1,72 triệu thuê bao di động thực hiện chuẩn hóa thông tin, song còn gần 2 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa. Sau ngày 31 tháng 3, nếu các thuê bao này không thực hiện chuẩn hóa thông tin sẽ bị các nhà mạng khóa liên lạc một chiều gọi đi, tiếp tục khóa dịch vụ 2 chiều vào ngày 15 tháng 4 và sẽ thực hiện thu hồi số điện thoại từ ngày 15 tháng 5 nếu khách hàng vẫn không chuẩn hóa thông tin. Người dân có thể tự kiểm tra thông tin thuê bao chính chủ của mình bằng cách soạn tin nhắn miễn phí theo cú pháp TTTB gửi 1414. Nếu chưa chuẩn hóa, cần khẩn trương đến nhà mạng để được hướng dẫn, hỗ trợ theo quy định để đảm bảo quyền lợi. Quý 1 năm 2023, Việt Nam đón gần 2,7 triệu lượt khách quốc tế, gấp gần 30 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, so với thời điểm năm 2019, khi chưa xảy ra đại dịch COVID-19, khách quốc tế đến Việt Nam mới bằng 60%. Số lượt khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh trong tháng 3, phản ánh hiệu quả của chính sách mở cửa từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 sau đại dịch COVID-19, cũng như việc thúc đẩy xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam tới các nước trên thế giới và kích cầu nội địa thời gian qua. Khách quốc tế đến Việt Nam hiện nay chủ yếu từ các quốc gia Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, các nước trong khu vực Đông Nam Á. Năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 102 triệu lượt khách nội địa và khoảng 8 triệu khách quốc tế. Một trong những điểm mới của quy chế tuyển sinh đại học năm nay là thay đổi trong cách tính điểm ưu tiên khu vực của thí sinh. Theo đó, đối với các em đạt từ 22,5 điểm trở lên, điểm ưu tiên khi xét tuyển đại học sẽ được giảm dần đều cho đến khi điểm thi là 30 điểm thì điểm ưu tiên bằng 0. Thay đổi này sẽ tránh được tình trạng thí sinh 30 điểm vẫn trượt đại học như năm trước. Là thí sinh của vùng 3 không được cộng điểm ưu tiên, trong khi ngành mà Hồng Anh dự kiến lựa chọn có điểm chuẩn cao. Vì thế, việc thay đổi điểm ưu tiên năm nay sẽ có điều chỉnh giảm dần tuyến tính khi các em đạt được mức điểm giỏi từ 22,5 trở lên, khiến Hồng Anh thấy bớt lo lắng hơn. Thay đổi đấy cũng là phù hợp đấy ạ. Tại vì đối với những cái bạn mà có điểm quá cao ấy, nó sẽ gây ra sự chênh lệch khá là lớn. Điểm nó cũng sẽ bị nâng cao lên. Trái ngược với học sinh vùng 3, học sinh vùng núi lại có phần lo lắng về thay đổi chính sách điểm ưu tiên. Bởi trong bối cảnh khó khăn hơn về điều kiện học tập, thì cơ hội xét tuyển của các em bị thu hẹp khi các phương thức tuyển sinh riêng nở rộ, khiến các em càng băn khoăn hơn.
Điều kiện của các em còn khó khăn. Đấy, học tập thì chưa có nhiều cái điều kiện học tập như ở dưới. Đấy, cho nên là khó khăn hơn so với miền xuôi. Thay vì cộng chung theo vùng như những năm trước, thì năm nay mức điểm ưu tiên thí sinh được hưởng bằng 30 trừ đi tổng điểm đạt được của thí sinh, chia cho 7,5, nhân với tổng điểm ưu tiên được xác định thông thường. Như vậy, đối với các em đạt từ 22,5 điểm trở lên, điểm ưu tiên của các em sẽ được giảm dần đều, cho đến khi điểm thi là 30 điểm, thì điểm ưu tiên bằng 0. Là ở nhiều ngành có mức độ cạnh tranh cao thì tỷ lệ mà thí sinh không được cộng điểm ưu tiên trúng tuyển vào rất thấp, trong khi nhóm này lại có thực lực học tốt hơn rất là nhiều so với nhóm được cộng điểm ưu tiên. Thì với thực tế nói trên, nhóm thí sinh bị yếu thế hay là bất lợi không được hưởng cái sự công bằng thì chính là nhóm thí sinh ở khu vực 3. Chế độ cộng điểm ưu tiên cũng tương tự như các chế độ chính sách hỗ trợ khác thôi, không chỉ là cả bằng theo cái điều kiện từng khu vực mà còn phải căn cứ vào mức độ khó khăn cần hỗ trợ của từng đối tượng. Cùng với thay đổi cách tính thì năm nay, điểm ưu tiên khu vực của các thí sinh sẽ chỉ có hiệu lực trong 2 năm liên tiếp từ năm thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Điều học sinh lớp 12 cần lưu ý lúc này là ngoài nắm rõ điểm mới thì cũng cần nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng về ngành nghề cho tương lai, tránh sai phải chọn lại. Tin thế giới, chính phủ Kazakhstan của Thủ tướng Smalov đã từ chức tại phiên họp đầu tiên của Hạ viện mới được bầu, mở đường cho việc thành lập chính quyền mới. Tại cuộc bầu cử Hạ viện giữa tháng 3 vừa qua, Ủy ban Bầu cử Trung ương thông báo 62 trên 98 ghế Hạ viện đã thuộc về đảng lớn nhất Amanat. Hiện chưa rõ Tổng thống Kazakhstan sẽ đề cử ai lên làm Thủ tướng mới thay ông Smalov vừa từ chức. Theo hiến định ở Kazakhstan, Tổng thống sẽ đề cử một ứng cử viên cho cương vị Thủ tướng trên cơ sở tham khảo ý kiến các đảng phái để chờ Quốc hội thông qua. Thủ tướng mới sau khi được Quốc hội chuẩn thuận sẽ đưa ra danh sách đề cử các thành viên nội các để trình Tổng thống phê chuẩn bổ nhiệm. Gần đây, Thái Lan liên tục bị bao phủ trong lớp khói mù và bụi mịn nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và nhiều hoạt động khác. Phát biểu trong cuộc họp nội các ngày hôm qua, Thủ tướng Thái Lan Chan O-cha nói rõ vấn đề bụi mịn cần phải được đưa vào chương trình nghị sự của ASEAN nếu muốn tìm giải pháp khắc phục triệt để. Ông cho biết chính phủ Thái Lan đã gửi thư tới hai nước láng giềng Lào và Myanmar đề nghị hợp tác, đặc biệt trong việc cấm người dân đốt nương làm rẫy. Ngoài ra, ở trong nước, chính phủ cũng đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan phải tăng cường nỗ lực chống ô nhiễm khói mù. Ông kêu gọi nông dân Thái Lan cùng hợp tác bằng cách không đốt nương rẫy hay rơm rạ sau mỗi vụ thu hoạch. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đã tiếp nhận thông tin về các ca bệnh mắc buốc mới ở Guinea-Xích Đạo và kêu gọi chính phủ nước này gửi báo cáo chính thức. Theo Tổng giám đốc WHO Ghebreyesus, số ca bệnh mắc buốc được báo cáo chính thức tại Guinea-Xích Đạo hiện vẫn là 9 ca, với 7 ca tử vong tại 3 tỉnh. Tuy nhiên, các tỉnh này cách nhau khoảng 150 km, cho thấy khả năng virus đã lây nhiễm trên quy mô rộng hơn. Hiện bệnh cũng đang bùng phát tại Tanzania, với ít nhất 5 ca tử vong và 3 ca phải nhập viện. WHO cũng cảnh báo dịch bệnh này có nguy cơ lây lan xuyên biên giới nếu mật độ di chuyển cao. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh hay thuốc chữa được cấp phép sử dụng với bệnh này. WHO cho biết đang làm việc với các nhà chức trách và các nhà sản xuất vaccine để tiến hành thử nghiệm lâm sàng tại những nước chịu ảnh hưởng. Thủ phủ Yakut của Cộng hòa Sakha ở Liên bang Nga là nơi nằm trên lớp băng vĩnh cửu, có nhiệt độ thấp nhất và ổn định nhất trên thế giới. Đây là điều kiện lý tưởng cho việc thiết lập các kho lạnh lưu trữ cho trái đất để truyền lại nguồn gen cho các thế hệ mai sau. Cơ sở lưu trữ hạt giống này của Viện Nghiên cứu bằng Vĩnh cửu học mang tên Menikov có diện tích chỉ khoảng 50-60 m², nhưng hiện đang lưu giữ tới 13.000 lọ hạt giống khác nhau, chứa khoảng 100.000 hạt giống các loại. Cơ sở nằm ở độ sâu 12 m dưới mặt đất, là nơi lưu trữ các hạt giống thuộc họ đậu của nước Nga từ cuối những năm 70 và đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Ưu điểm của phương pháp bảo quản hạt giống dưới lớp băng vĩnh cửu ít tiêu tốn điện năng và giảm thiểu chi phí nhân công. Bạn
bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 30 tháng 3 năm 2023. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm về sáng có mưa rào và dông rải rác, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm về sáng trời rét, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm về sáng trời rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào và dông, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin thời tiết các khu vực trong tỉnh đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.